Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em và một dòng sản phẩm âm ly. Dòng này vẫn là cực kì hot luôn em ạ. Mỗi khi về hàng mình đều bán cháy hàng. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Pioneer và tên model là A900. Dòng này hot tại vì nó có một cái nguyên nhân anh em ạ. Tại vì công suất của nó phải nói cực kì khủng, 350W. Trên cái tầm tiền của con này chứ là tầm trung thôi anh em ạ. Mà con này thì dòng đời cuối của cái series này nha anh em. Nó nâng cấp từ A300, A500, A700 và cuối cùng là A900 anh em. Nên dòng này phải nói là có công suất cực kì lớn và nội thất ở bên trong phải nói là cực kỳ hầm hố và khủng khiếp anh em ạ. Rất là dày đặc. Con này phải nói là rất là nặng anh em ạ. Khoảng 20kg. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về luôn anh em ạ. Con này thì mọi chức năng của nó đều rất là cao cấp nha anh em. Trang bị đầy đủ. Con này thì chơi được hệ thống là AB+ anh em ạ. Đây mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau của sản phẩm này. Đây con này thì nó sẽ trang bị ra hệ thống là 800 loa nha anh em. Con này có thể chơi AB hoặc AB cộp đều được. Còn đây là tem trong sản phẩm này nha anh em. Đây mời anh em cùng xem. Pioneer model là A900. Điện là 100V và công suất là đến tận là 350W nha anh em. Công suất phải nói là cực kỳ khủng đấy mà. Còn bên đây là cái cổng mà anh em sẽ lấy tín hiệu nguồn vào. Đây, chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất là ba cái cổng bên dưới. Tuner, AUX 1 và 2. Còn bên đây là cái cổng nếu mà ghi âm. Còn bên đây là hai cái nút vàng này là cổng nếu mà anh em chơi mâm đĩa than nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong thì âm ly Pioneer A900 sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 2 tăng phô rất là lớn nha anh em. Cái tổng cộng là 4 tụ lọc nguồn. Và đặc biệt thì con này thì nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 con sò Sanken 2bit nha anh em. Nên về khả năng mà khách đạt âm thanh của con này phải nói là cực kì tốt luôn em ạ. Con này anh em có thể mà thoải mái mà phối ghép với những cặp loa khủng, thậm chí là loa 4 tấc và loa 5 tấc thì con này đánh phải nói là cực kì tốt nha anh em. Còn về chất âm của Pioneer thì anh em đã biết rồi đấy. Chất âm của nó thì mình nói là nó thiên về giải trap, nghe rất là hay luôn em ạ. Rất là nhiều anh em lựa chọn những dòng sản phẩm Pioneer này để chơi những bản nhạc vàng, nhạc trữ tình, bolero đã hết bài của anh em. Và công suất của này cao thì anh em có thể mà ghép thêm vang để mà hát karaoke cũng phải nói rất là tốt luôn em ạ. Mình luôn khuyến khích anh em mà chơi karaoke mà với âm ly thì nên từ công suất 300W trở lên thì nó sẽ đánh rất là tốt nhất cho anh em. Và thôi không dài dòng nữa, mình mời anh em cùng vào ngay bài test âm của Pioneer A900. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim em. Bao lần vẫn chừng anh nên trở thành hoàng phế.
chất âm của Pioneer A900 thì phải nói là mãi đỉnh nhất em ạ. Con này mình vừa mới test một bản nhạc vàng thì như anh em đã thấy thì âm chép của nó nghe cực kỳ là sắc sảo, sâu lắng, và giải bass của nó đập vẫn là rất là phê nha anh em. Mình đánh giá rất là cao chất âm của dòng sản phẩm Pioneer đời A900 series này. Rồi anh em thấy sao về tổng quan về dòng sản phẩm Pioneer A900 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.